chào tất cả các bạn cùng đến với Kinh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 17 đến câu 19 của ngày thứ tư tuần thứ 10 mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tưởng thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Vì thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta biết con đường dẫn vào nước Thiên Chúa. Đó là chu toàn lề luật và những điều Thiên Chúa đã dạy. Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay: các ngươi đừng tưởng ta đến để bãi bỏ lề luật và các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn. Những lời nói này của Chúa Giêsu hình như cho chúng ta thấy rằng cần phải tuân giữ lề luật cựu ước trong cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thật ra, chúng ta cần phải đặt đoạn tin mừng này trong bối cảnh chung của Thánh Matthew. Ý hướng của Thánh Matthew là minh chứng rằng Chúa Giêsu qua con người của Ngài đã thực thi tất cả những gì là lề luật và các tiên tri đã loan báo trước. Chúa Giêsu không đến để phá đổ tiến trình lịch sử mà Kinh Thánh đã bắt đầu và phát triển. Đồng thời cũng cho chúng ta thấy được rằng cựu ước là một phần của tiến trình mặc khải. Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho loài người trước tiên qua các ngôn sứ. Trong Chúa Giêsu, chương trình mặc khải của Thiên Chúa được hoàn thành. Ngài là động từ, là ngôi lời của Thiên Chúa, là đứng đã làm người. Theo tin mừng Thánh Gioan chương 1 câu 14, Ngài là đứng đã đến với chúng ta để cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai và Ngài yêu thương chúng ta như thế nào. Thiên Chúa mong đợi nơi con người một đáp trả của tình yêu thể hiện qua việc thực thi lời dạy của Ngài. Ai yêu mến Thầy thì sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy. Tin mừng Thánh Gioan chương 14 câu 15. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan đã minh chứng thêm một lần nữa cho chúng ta rõ tình yêu của Thiên Chúa cốt ở điều này. Đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài. Và các điều răn của Ngài không nặng nề. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 5 câu 3. Tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta yêu mến Ngài bằng hành động và sự thật. Tình yêu không chỉ là một cảm giác nhưng đòi hỏi thực hiện bằng những thái độ sống yêu thương theo giới luật bác ái. Như là những Kitô hữu, chúng ta cần lưu ý những lời này của Chúa Giêsu. Kẻ nào thực hành và truyền dạy các lề luật này, tức là có một sự đồng nhất về lý thuyết lẫn thực hành. Cách thức tốt nhất để dạy là làm gương, tức là dạy bằng đời sống thực hành yêu thương. Bởi ai tuân giữ và dạy dỗ họ thì người ấy sẽ nên cao trọng trong nước trời. Tin mừng Thánh Matthew chương 5 câu 19. Như vậy thưa các bạn, gương sáng vẫn là yếu tố ưu tiên của việc loan báo tin mừng. Đối với Chúa Giêsu, ai vi phạm một trong những điều răn nhỏ nhất này và dạy cho người ta như vậy thì sẽ là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Tin mừng Thánh Matthew chương 5 câu 19. Hay nói một cách khác, như Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài đã viết: ai nói tôi biết người
mà không tuân giữ các giới răn của người. Đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 2 câu 4. Thưa các bạn, với ý nghĩa đó, chúng ta được hiểu rằng không được bãi bỏ bất cứ điều gì về sứ điệp cũng như con người của Chúa Giêsu, nhưng trái lại là bắt chước vâng lời Ngài bằng cả một con tim yêu mến. Với ý nghĩa đó nên Thánh Francis de Sales đã chỉ ra cho chúng ta như sau: một mệnh lệnh dù mềm mại đến đâu sẽ trở nên khó khăn khi được áp đặt bởi một trái tim chuyên chế và độc ác, nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng khi chính tình yêu ra lệnh cho nó. Nằm trong ý nghĩa đó nên hôm nay tôi muốn mời các bạn cùng tự suy nghĩ và đặt cho mình một câu hỏi: Chúa Giêsu có phải là lề luật của tôi và gương mẫu cho cuộc sống của tôi không? Ngợi khen Chúa Kitô, hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy hạnh phúc trong việc tuân giữ và sống lề luật của Thiên Chúa.